Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một số lượng khủng long nằm trong bộ sưu tập từ nhà sản xuất Mattel nha. Đầu tiên, trước mặt chúng ta sẽ có một con khủng long Giganotosaurus. Giganotosaurus, nó được xem là thằng lằn khổng lồ của phương Nam. Đây là một chi khủng long theropod khổng lồ sống ở khu vực Nam Mỹ ngày nay và giai đoạn muộn của kỷ rắn trắng cách đây khoảng 98-94 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 12-14 mét, cân nặng tầm 8-15 tấn. Giganotosaurus là một cái hàm to và mạnh mẽ, mang nhiều răng khá là nhọn, thích nghi với việc xé xác con mồi. Chi trước dài khỏe có 3 móng vuốt, giúp Giganotosaurus giữ chặt con mồi. Nó có một cái đuôi rắn chắc giữ cân bằng trong di chuyển và chiến đấu, thường sống những khu rừng rậm và đồng cỏ. Thức ăn của nó thì các loại thịt cũng đang ăn cỏ, thằn lằn và thậm chí cả cá. Giganotosaurus có kích thước sức mạnh là được xem là vũ khí lợi hại của mình, là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của nó. Chúng thường được so sánh lại T-Rex, tuy nhiên hai con này là hai con sống vào hai thời kỳ khác nhau và hai lục địa khác nhau. Tiếp theo sẽ đến với một khủng long cũng khá là to lớn, và đây là một con khủng long Spinosaurus. Spinosaurus là một chi khủng long theropod khổng lồ sống ở khu vực Bắc Phi vào giai đoạn muộn của kỷ rắn trắng cách đây khoảng 99 tới 93,5 triệu năm trước. Chi Spinosaurus có kích thước khá là khổng lồ, chiều dài có thể ước tính đạt từ 15-18 mét, nặng 12-20 tấn. Hàm của nó dài, mang nhiều răng nhọn, thích nghi với việc bắt và giữ cá. Nó có một cái cánh buồm nhô trên lưng, được xem là cho để thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ trong việc bơi lội. Spinosaurus sống chủ yếu ven biển sông hồ. Nhiều bằng chứng đã cho thấy thì chúng bơi lội rất là giỏi nhờ vào cấu trúc xương và cơ bắp, thích nghi với việc di chuyển ở dưới nước. Tiếp tục chúng ta sẽ có một con khủng long. Đây chính là một con khủng long Allosaurus. Allosaurus là một chi khủng long chân thú thuộc họ Allosauridae, sống ở cuối kỷ Jura cách đây khoảng 155-145 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt 8,5 mét, dài tối đa 9,7 mét, nặng từ 1,5-2,3 tấn. Allosaurus tức là cái hộp sọ lớn, trong khắp có những cái hốc mắt lớn, có hai hốc mắt lớn và nhiều cái răng sắc nhọn. Đây là một kẻ săn mồi khá là đỉnh cao trong hệ sinh thái, cạnh tranh với các loài theropod ăn thịt khác. Thức ăn của nó thường là các loài khủng long ăn cỏ lớn như là Stegosaurus và Camptosaurus. Nhiều bằng chứng cho thấy chúng ăn thịt cả đồng loại. Chúng thường sống trong rừng đồng bằng và các vùng đất ngập nước, là một kẻ săn mồi khá là đỉnh cao, cạnh tranh với các loài khác như là Ceratosaurus và Togosaurus. Đó, giờ chúng ta sẽ đến với một loại khủng long ăn cỏ đến từ Mông Cổ, đây là khủng long Gallimimus. Gallimimus là một chi khủng long theropod ăn thịt nhỏ sống ở Mông Cổ vào cuối kỷ Reta, cách đây khoảng 72-66 triệu năm trước. Với chiều dài có thể ước tính đạt khoảng 6 mét, cao 1,5 mét và nặng 45 kg. Gallimimus có một cái đầu nhỏ, mõm dài và hẹp. Thức ăn của nó thì bao gồm các loại thịt cá, côn trùng và thịt trứng. Nó sử dụng cái mỏ mạnh mẽ mình để cắt xé thức ăn. Gallimimus thường di chuyển ra thành đàn để có thể bảo vệ và kiếm ăn cùng nhau, vì nó là con mồi khá là tiềm năng cho các loại theropod lớn khác. Tiếp tục chúng ta sẽ có một con khủng long. Đây là một con khủng long Velociraptor. Velociraptor là một loại khủng long từ Mông Cổ, sống vào cuối kỷ Reta cách đây khoảng 70-66 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt tầm 2 mét, cao 1 mét và nặng 15 kg. Velociraptor là một loài khủng long ăn thịt. Thức ăn nó bao gồm thằn lằn, rắn, chim, mực, cô vú. Đôi khi nó cũng ăn xác chết và ăn trộm con mồi từ các loại khủng long săn mồi khác. Thường sống trong khu rừng rậm và đồng cỏ, là một kẻ săn mồi vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt. Nó có thể leo trèo chạy nhanh và có thể bơi lội. Velociraptor thường là con mồi cho các loài theropod lớn như hình như Tarbosaurus, vì bị chúng sử dụng tiếng dịch lên móng vuốt sắc nhọn và răng nhọn và thường sống cho thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Tiếp tục ta có một con khủng long ăn cỏ, đây là con khủng long Bajadasaurus. Bajadasaurus là một chi khủng long theropod sống vào kỷ phấn trắng sớm ở miền Patagonia, Argentina. Đây là một loài khủng long ăn cỏ sống vào giai đoạn từ 145-132,9 triệu năm trước, đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Jurassic World.
Trên thế giới thì đã tìm thấy một mẫu vật duy nhất, bao gồm hộp sọ và các bộ phận cổ gần như là hoàn chỉnh. Tiếp tiếp chúng ta sẽ có một con khủng long, Pachyhinosaurus. Pachyhinosaurus là một loại khủng long dữ dày và bị phân trắng, sống ở Bắc Mỹ và vào cuối kỷ phân trắng cách đây khoảng 72,5 đến 66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính là từ 5 tới 8 mét và nặng từ 2 tới 4 tấn, di chuyển bằng 4 chân, 2 chân trước thì ngắn hơn 2 chân sau. Chúng nổi tiếng tới cái mũi dày và các bố lớn trên mặt thay vì là các sừng. Đây là một loài khủng long ăn cỏ. Thức ăn của nó thường là các loại lá cây, cành cây và các cây bụi. Thường sống trong các khu vực đồng bằng và khu vực theo biển có thể di cư theo mùa. Nó thường là con mồi khá là lý tưởng cho các loài khủng long theo robot ăn thịt lớn, chẳng hạn Anatosaurus. Vì vậy chúng thường có thể là sống theo thành đàn, di chuyển cùng nhau để có thể bảo vệ nhau. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Bây giờ chúng ta sẽ có một con khủng long Dilophosaurus. Dilophosaurus là một khủng long ăn thịt trung bình, sống ở Arizona vào đầu kỷ Jura cách đây khoảng 193 đến 180 triệu năm trước. Chiều dài nó ước tính nó đạt tầm 7 mét, cao 2 mét và nặng tầm khoảng 400 kg. Dilophosaurus có một cái đầu dài hẹp. Cổ của nó có một kỹ màu xương để dùng để đe dọa kẻ thù và để thu hút bạn tình. Chúng thường sống trong khu rừng rậm, trồng cỏ, ăn nhiều loài động vật như là khủng long ăn cỏ nhỏ, thằn lằn, rắn, động vật có vú. Đây là một loài di chuyển khá là nhanh nhẹn và linh hoạt, có thể chạy nhanh trên mặt đất, leo trèo trên cây. Tuy nhiên nó vẫn thường là con mồi từ các loài theropod lớn như là Allosaurus. Và kế tiếp chúng ta sẽ có một con khủng long rất là nổi tiếng. Trước mặt chúng ta có một con khủng long Plesiosaurus. Plesiosaurus là một chi bò sát biển lớn thuộc họ Plesiosauria, sống vào đầu kỷ Jura, cách đây khoảng 199 đến 175 triệu năm trước ở vùng biển châu Âu. Chiều dài cơ thể ước tính đạt từ 3 đến 5 mét, cổ dài, mảnh mai và thường dài bằng hoặc hơn chiều dài thân. Thức ăn của nó thường các loài cá, các loài động vật biển nhỏ như mực và động vật thân mềm, thường sống ven bờ biển và các đại dương của châu Âu. Nó thường là con mồi cho các loài bò sát biển lớn, chẳng hạn như là Mosasaurus. Tiếp tục, chúng ta có một con khủng long Ceratosaurus. Ceratosaurus là một chi khủng long theropod lớn sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Jura cách đây khoảng 160 tới 145 triệu năm trước. Chiều dài cơ thể ước tính đạt từ 6 tới 9 mét, cao khoảng 3 mét và nặng khoảng 2 tấn. Ceratosaurus có một thân hình thon dài, thích nghi với việc chạy nhanh. Nó có một cái đầu dài hẹp cùng với những hàm răng sắc nhọn, thích nghi với việc săn mồi. Thức ăn của nó thường là bao gồm các loại khủng long ăn cỏ, khủng long theropod nhỏ và bò sát bay. Thường sống trong các khu rừng rậm, đồng bằng, di chuyển rất là nhanh gọn và linh hoạt, sử dụng chiếc chi sao để có thể đuổi theo con mồi và trốn thoát khỏi những kẻ săn mồi. Ceratosaurus được xem là kẻ săn mồi hàng đầu trong khu vực của nó, tuy nhiên nó vẫn bị cạnh tranh với các loài theropod lớn hơn như Allosaurus và Torvosaurus. Cuối cùng của chúng ta này, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một con khủng long vô cùng là nổi tiếng. Đây là một con khủng long Triceratops. Triceratops là một chi khủng long cỏ lớn sống ở Bắc Mỹ và châu Âu cuối kỷ phân trắng cách đây khoảng 68 đến 66 triệu năm trước. Bây giờ có thể ước tính đạt 9 mét, cao 3 mét và nặng từ 6 đến 12 tấn. Triceratops có một cái đầu lớn rộng với 3 chiếc sừng. Thức ăn của nó là loại thực vật. Thường sống trong khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi tìm thấy được nguồn thức ăn khá là dồi dào. Di chuyển chỉ có 4 chân chậm rãi chắc chắn, sử dụng sức mạnh của mình để hấp tung kẻ thù. Tuy nhiên có thường còn ngồi cho các loài robot lớn trong khu vực của mẫu như là T-Rex. Vì vậy chúng sử dụng cái sừng stem là vũ khí để có thể tự vệ và sống theo thành đàn. Video của mình đến đây là hết. Được mọi người mình gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến kênh khủng long của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu mọi người một số loài khủng long nằm trong bộ sưu tập của mình nha. Đầu tiên trước mặt chúng ta sẽ có một con khủng long Indoraptor. Indoraptor là một loài khủng long cơ cấu xuất hiện trong bộ phim Jurassic World. Đây là kết quả lai tạo của tiến sĩ Hoang Nghi Gu, đánh lược lai tạo từ
Hai nguồn DNA là của Indominus Rex và Velociraptor. Indoraptor có chiều dài khoảng 3-4 mét, nó nhỏ hơn Indominus Rex nhưng vẫn lớn hơn Velociraptor. Indoraptor là một loài khủng long rất là hung dữ, tàn bạo và cực kỳ thông minh. Chúng sử dụng trí thông minh của mình để phục kích con mồi, sau đó dùng những bàn tay sẽ tấn công và tiêu diệt con mồi một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, đây chỉ là một loài khủng long hư cấu và chỉ xuất hiện trong các bộ phim. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một khủng long thân hình vô cùng là to lớn. Đây là khủng long Allosaurus. Allosaurus là một chi khủng long chân thú lớn thuộc họ Allosauridae, sống vào cuối kỷ Sura, cách đây khoảng 155-145 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt 8,5 m, dài tối đa 9,7 m, cân nặng từ 1,5-2,3 tấn. Allosaurus, một loài khủng long hung dữ, là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của nó. Nó thường săn các loài khủng long lớn như Stegosaurus, Camptosaurus và các sauropod non. Nhiều bằng chứng cho thấy chúng ăn thịt tất cả những cái đồng loại của mình. Môi trường sống nó thì rất là đa dạng, nó thường sống trong ven đồng bằng, rừng và vùng đất ngập nước, cạnh tranh với các loài theropod ăn thịt khác như là Ceratosaurus và Tovosaurus. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến Arizona để chúng ta có một con khủng long với tuổi lâu đời, đây là khủng long Dilophosaurus. Dilophosaurus là một loài khủng long theropod ăn thịt trung bình, sống ở Arizona và đầu kỷ Jura, cách đây khoảng 193-180 triệu năm trước. Chiều dài ước tính nó đạt tầm khoảng 7 m, cao 2 m và nặng 400 kg. Nó có một cái đầu dài hẹp mỏng nhọn, hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt. Dilophosaurus ăn nhiều loài động vật bao gồm khủng long ăn cỏ nhỏ, thằn lằn, rắn, động vật có vú, đôi khi nó ăn cả xác chết và ăn trộm con mồi từ những loài nhiều những loài khủng long khác. Đó là, cũng là con mồi lý tưởng cho những loài khủng long theropod lớn. Tuy nhiên, để có thể bảo vệ thì nó thường sống theo thành đàn và săn mồi để bảo vệ nhau. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với kẻ thống trị đại dương. Đây là khủng long Mosasaurus. Mosasaurus là một chi khủng long sắc biển ăn thịt, sống khắp các đại dương trên thế giới vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 100-66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt tầm 17 mét và nặng khoảng 25 tấn. Mosasaurus có một cái đầu dài hẹp mỏng nhọn, hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt. Thức ăn của Mosasaurus thường là các loài động vật biển, cá, mực, bò sát và thậm chí là khủng long biển, là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của nó, không có kẻ thù nào không biết đến. Chúng thường sống ở các đại dương ấm áp, nơi tìm thấy thức ăn khá dồi dào. Kế tiếp, đây là một con khủng long Concavenator. Concavenator là một chi khủng long theropod ăn thịt trung bình, sống ở Tây Ban Nha và đầu kỷ Creta, cách đây khoảng 130-125 triệu năm trước. Concavenator có chiều dài ước tính đạt khoảng 8 m, cao 2,5 m và nặng khoảng 1 tấn. Concavenator có một cái đầu dài hẹp và mỏm nhọn, hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt. Đây là một loài ăn động vật, thức ăn nó thì bao gồm các loại khủng long ăn cỏ, thằn lằn, rắn, động vật có vú. Nó cũng có thể ăn xác chết hoặc ăn trộm con mồi từ những loài khủng long khác. Chúng thường sống trong các khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi có thức ăn khá là dồi dào. Tuy nhiên, nó vẫn là con mồi cho những loài khủng long theropod lớn hơn, chẳng hạn như là Baryonyx. Vì vậy, chúng cũng có thể sống trong thành đàn, săn mồi và bảo vệ lẫn nhau. Tiếp theo, chúng ta có một con khủng long Pachyhinosaurus. Pachyhinosaurus là một loài khủng long ngủ dày, trừ tỷ phấn trắng. Đây là một chi khủng long đã tuyệt chủng, sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 72-68 triệu năm trước. Chúng nổi tiếng với cái mũi dày và các bú lớn trên mặt thay vì sừng như các loài khủng long khác. Chiều dài ước tính đạt tầm 5-8 m, nặng từ 2-4 tấn. Di chuyển bằng 4 chân, 2 chân trước ngắn hơn 2 chân sau. Đầu của nó có mỏ cong và mạnh mẽ để cắt thực vật. Pachyhinosaurus là một loài khủng long ăn thực vật. Thức ăn của nó thường là các loài cỏ, cây bụi, dương xỉ thấp. Chúng dùng mỏ và răng má để có thể nghiền nát thực vật cứng. Pachyhinosaurus cũng thường là con mồi để các loài theropod lớn, chẳng hạn như Antarctosaurus. Vì vậy, để có thể tự vệ thì chúng sống theo thành đàn, bảo vệ lãnh thổ và thường đi kiếm thức ăn.
Kế tiếp chúng ta là cái mặt chúng ta là một con khủng long El Nino sâu rớt. El Nino sâu rớt là một chi khủng long theropod ăn cỏ sống Canada và cuối kỷ Creta cách đây khoảng 70 tới 66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt khoảng 7 mét, cao 3 mét và nặng khoảng 4 tấn. El Nino sâu rớt có một cái đầu lớn, mõm ngắn và sừng lớn ở trên đỉnh đầu. Sừng này dùng thể chiến đấu với con đực khác có thể thu hút bạn tình. El Nino sâu rớt có một cái cổ dày, cơ thể chắc nịch, di chuyển bằng 4 chân chậm rãi chắc chắn. Thức ăn của nó là thường là các loại thực vật như lá cây, cành cây, cây bụi và dương sỉ, thường là con mồi cho các loại khủng long theropod trong cùng khu vực. Sống theo thành đàn, sử dụng sừng của mình để có thể tự vệ, và cái sừng này dùng để thu hút bạn tình và mùi giao phối. Ở đây trước mặt chúng ta là một con khủng long Gallimimus. Gallimimus là một chi khủng long theropod ăn thịt nhỏ sống ở Mông Cổ vào cuối kỷ Creta cách đây khoảng 72 đến 66 triệu năm trước. Dài ước tính nó đạt 6 mét, cao 1,5 mét và nặng 45 kg. Gallimimus có một cái đầu nhỏ, mõm dài và hẹp. Cổ của nó dài cũng như hoài cho phép nó vươn xa để có thể với tới thức ăn. Thức ăn nó thường các loại thịt trái, côn trùng, trứng, sử dụng cái mỏ mạnh mẽ của mình để có thể cắt xé. Gallimimus thường là con mồi cho các loại theropod lớn, vì vậy chúng sẽ sử dụng tốc độ và khả năng nhận náo của mình để có thể lẩn trốn và thường sống theo thành đàn để có thể bảo vệ nhau. Thế thì chúng ta sẽ có một con khủng long, đây là khủng long Archaeoraptor. Archaeoraptor là một chi khủng long chân thú sống vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Khu vực ngày nay là Patagonia, Argentina. Chiều dài ước tính nó đạt khoảng 6 mét và nặng 500 kg. Archaeoraptor có một cái hộp sọ dài thấp. Đây là một loài khủng long ăn thịt. Thức ăn của nó thường các loài khủng long ăn cỏ, động nhỏ, thường sống trong khu rừng ôn đới. Là loài khủng long ăn thịt cạnh tranh với các loài theropod khác, tuy nhiên nó vẫn là con mồi tiềm năng cho những loài khác. Bởi vì kích thước của nó cũng khá là nhỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khủng long Sauropenta. Sauropenta là một chi khủng long Nodosaurus sống vào đầu kỷ phấn trắng cách đây khoảng 108,5 triệu năm trước ở Bắc Mỹ. Đây là một loài khủng long bọc giáp cỡ trung bình, chiều dài từ 5-7 mét và nặng khoảng 1,5 tấn. Nó có một cái lớp giáp xương dày với gai và móng nhọn, là một loài ăn thực vật thấp như dương sỉ, cây bụi. Chúng có thể sống đơn độc hoặc sống theo thành đàn nhỏ. Là con mồi tiềm năng cho những loài theropod lớn. Tuy nhiên nhờ có lớp giáp xương dày thì cũng có thể giúp chúng bảo vệ khỏi những kẻ săn mồi. Cuối cùng chúng ta sẽ có một con khủng long Stegosaurus. Stegosaurus là một loài khủng long ăn cỏ lớn sống ở Bắc Mỹ và châu Âu vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 145-130 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt khoảng 9 mét, cao 4 mét và nặng khoảng 4-7 tấn. Stegosaurus có một tấm lưng khổng lồ được tạo thành từ 17 tấm xương gai nối liền với nhau trên cột sống. Thức ăn của nó thường là các loại thực vật, cỏ, lá cây, cành cây, cây bụi. Răng của nó có cấu trúc phức tạp giúp nó nghiền nát thức ăn hoặc hiệu quả. Chúng thường sống trong khu đồng cỏ, là con mồi lý tưởng cho các loại theropod lớn như Allosaurus và Ceratosaurus. Tuy nhiên để có thể tự vệ, chúng sử dụng cái đuôi gai này tạo thành một cú vụt và có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong cho những loài khủng long khác. Video của mình đến đây là hết. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh khủng long của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một số loại khủng long Mattel nằm trong bộ sưu tập của mình nha. Đầu tiên trước mặt chúng ta sẽ có một con khủng long Spinosaurus. Spinosaurus là một chi khủng long theropod khổng lồ sống khu vực Bắc Phi vào giai đoạn muộn của kỷ phấn trắng cách đây khoảng 99-93,5 triệu năm trước. Chiều dài cơ thể Spinosaurus có chiều dài tầm khoảng 15-18 mét, nặng 12-20 tấn. Đây là một trong những loài theropod có kích thước khá là khổng lồ, vượt qua cả T-Rex và cả Giganotosaurus. Spinosaurus có một cái hàm dài và hẹp, mang nhiều răng nhọn thích nghi với việc bắt và giữ cá. Chúng thường sống theo ven biển, sông hồ, nơi tìm kiếm được các loài cá, động vật có vỏ và thậm chí khủng long nhỏ. Nhiều bằng chứng cho thấy Spinosaurus là một loài bơi lội khá là giỏi, nhờ vào
cơ bắp và các cơ và các xương thích hợp với việc di chuyển dưới nước. Cánh bướm ở trên lưng được xem là những cái gai thần kinh nối dài, hỗ trợ trong việc giao tiếp, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ trong cái việc bơi lội. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một con khủng long T-Rex hay còn gọi là Tyrannosaurus Rex. Đây là một chi khủng long theropod lớn ăn thịt, sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Creta, cách đây khoảng 68 đến 66 triệu năm trước. Chiều dài cơ thể ước tính đạt tầm 13m, cao 4m và nặng khoảng 8 tấn. T-Rex có một cái đầu lớn, hàm lớn mang nhiều răng sắc nhọn. Hàm của nó có lực cắn lên tới 13 tấn, đủ sức nghiền nát xương của bất kỳ một con mồi nào. Đây là một loài ăn thịt, thức ăn của nó là các loài khủng long ăn cỏ lớn, thằn lằn, rắn, động vật có vú, thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ nơi có nguồn thức ăn vô cùng là dồi dào. T-Rex được xem là một kẻ săn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái của nó, mà không có kẻ thù trong tự nhiên nào không được biết đến. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một gã khổng lồ đến từ phương Nam. Đây là khủng long Giganotosaurus. Giganotosaurus là một chi khủng long theropod khổng lồ sống ở khu vực Nam Mỹ vào giai đoạn muộn của kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 94 đến 98 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 12 đến 14 mét, nặng từ 8 đến 15 tấn, kích thước vượt qua cả T-Rex. Giganotosaurus có một cái đuôi dài lớn giúp nó giữ thăng bằng khi di chuyển và trong chiến đấu. Giganotosaurus thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ. Thức ăn của nó là các loài khủng long ăn cỏ lớn, thằn lằn và thậm chí cả cá. Đây là một loài khủng long thường được so sánh với T-Rex. Tuy nhiên, hai con này thường sống trong hai thời kỳ khác nhau và các lục địa khác nhau. Giganotosaurus được xem là kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái và dường như không có kẻ thù nào có thể cạnh tranh lại. Tiếp theo, chúng ta đến một con khủng long theropod lớn nữa. Đây là một con khủng long Allosaurus. Allosaurus là một chi khủng long chinh thú lớn thuộc họ Allosauridae, sống vào cuối kỷ Jura, cách đây khoảng 55 đến 145 triệu năm trước. Chiều dài trung bình 8,5m, dài tối đa 9,7m, nặng từ 1,5 đến 2,3 tấn. Allosaurus có một cái hộp sọ lớn và cái hốc mắt lớn, cùng với những hàm răng khá là sắc nhọn. Đây là một loài săn mồi đỉnh cao, chuyên săn các loài khủng long ăn cỏ lớn như Stegosaurus, Camptosaurus và các sauropod non. Nhiều bằng chứng cho thấy thì chúng ăn thịt cả đồng loại. Khung môi trường sống của Allosaurus thường rất là đa dạng, bao gồm rừng, đồng bằng và các vùng đất ngập nước, cạnh tranh trực tiếp lại với các loài khủng long ăn thịt khác như Ceratosaurus và Tavosaurus. Tiếp tục, chúng ta đến với một con khủng long theropod lớn nữa, Indominus Rex. Indominus Rex là một loài khủng long hư cấu xuất hiện trong bộ phim Jurassic World. Nó là kết quả lai tạo từ nhiều nguồn DNA như là của T-Rex, Velociraptor, Carnotaurus, Giganotosaurus và nhiều loài khủng long khác. Indominus Rex có chiều dài ước tính tầm khoảng 13m, nặng tầm khoảng 8 tấn đến 12 tấn. Đây là một loài khủng long khá là hung dữ, tàn bạo và cực kỳ thông minh. Chúng có khả năng tàng hình phục kích các con mồi, tấn công cả con người và các loài động vật khác. Tuy nhiên, đây chỉ là một loài hư cấu và xuất hiện trong các bộ phim. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một loài khủng long khá là độc đáo. Đây là con khủng long Derizinosaurus. Derizinosaurus là một chi khủng long chân thú lớn sống ở châu Á vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt khoảng 9m và nặng khoảng 5 tấn. Cái điểm độc đáo của Derizinosaurus là nó có hai bàn tay, mỗi bàn tay sẽ có 3 móng vuốt, mỗi móng vuốt sẽ dài 1m. Đây là một xem một điểm để nhận biết ra loài này khác với tất cả các loài trên thế giới. Derizinosaurus là một loài ăn thực vật, thức ăn của nó các loại lá cây, trái cây và hạt và các loại côn trùng. Đôi khi nó cũng có ăn cả động vật nhỏ. Tính di chuyển chủ yếu bằng hai chân sau, đôi khi gì cần thì di chuyển bằng bốn chân. Derizinosaurus thường là con mồi cho các loài theropod khác như là Tyrannosaurus Rex. Vì vậy, để có thể tự vệ thì chúng sẽ sử dụng đôi bàn tay với những móng vuốt của mình để chống trả và có thể sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta sẽ đến với Ấn Độ, mà chúng ta sẽ có một con khủng long Rajasaurus. Rajasaurus là một chi khủng long theropod lớn sống ở Ấn Độ vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 66 triệu năm trước.
Chiều dài ước tính khoảng 9m, cao 4m và nặng khoảng 6 tấn. Brachiosaurus có một cái hộp sọ lớn với những hàm răng sắc nhọn giống như T-Rex. Tính thường sống trong các khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi có khả năng săn được nhiều loài động vật. Tuy nhiên, chúng vẫn thường là con mồi cho các loài theropod lớn như là T-Rex. Vì vậy, chúng cũng có thể là sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn cùng nhau. Rồi tiếp, chúng ta sẽ đến Tây Ban Nha và chúng ta sẽ có một con khủng long Concavenator. Concavenator là một loại khủng long theropod trung bình sống ở Tây Ban Nha và độ kỷ rời tay cách đây khoảng 130-125 triệu năm trước. Chiều dài cơ thể ước tính đạt khoảng 8m, cao 2,5m và nặng khoảng 1 tấn. Concavenator có một cái đầu dài, hẹp và mõm nhọn, hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt. Cổ của nó dài và linh hoạt. Thức ăn của nó thường là các loài động vật ăn cỏ nhỏ, thằn lằn, rắn, động vật có vú. Nó cũng có thể ăn xác chết hoặc ăn trộm con mồi từ nhiều loài khủng long khác. Concavenator thường là con mồi từ các loài theropod lớn như là Baryonyx. Cái gai trên lưng Concavenator là một cái điểm độc đáo. Cái gai này có thể sử dụng để thu hút bạn tình hoặc để đe dọa kẻ thù. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Bister Heaversaw. Bister Heaversaw là một chi khủng long theropod trung bình sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Reta cách đây khoảng 70-66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính là từ 5-6m, cao 2-3m, nặng khoảng 200-300kg. Bister Heaversaw có một thân hình thon gọn thích nghi với việc chạy nhanh. Nó có một cái đầu dài cùng với những hàm răng sắc nhọn, thích nghi với việc săn mồi nhỏ. Thức ăn của nó thường bao gồm các thuộc loại thằn lằn, rắn, côn trùng và các loài động vật có vú nhỏ. Chúng thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ. Di chuyển rất là nhanh nhẹn và linh hoạt. Thường là con mồi để các loài theropod lớn như là T-Rex hoặc Tachycosauraptor. Tuy nhiên, nó vẫn là một loài săn mồi hung dữ và chúng thường sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn cùng nhau. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một loài khủng long khá là nổi tiếng. Đây là một con khủng long Indoraptor. Indoraptor là một loài khủng long hư cấu xuất hiện trong bộ phim Jurassic World. Nó là kết quả lai tạo giữa DNA với hai loài khủng long nguy hiểm là Indominus Rex và Velociraptor. Kích thước của nó thì nhỏ hơn Indominus Rex nhưng vẫn lớn hơn Velociraptor. Với chiều dài ước tính trung bình đạt từ 3-4m. Indoraptor sở hữu một trí thông minh vượt trội. Khả năng tàn hình theo môi trường nhờ làn da đen sẫm, di chuyển linh hoạt và leo trèo thành thạo. Nó được xem là một kẻ săn mồi hiên dữ, tàn bạo và cực kỳ thông minh. Sử dụng trí thông minh của mình để phục kích con mồi, đồng thời những móng vuốt có thể cào xé và tiêu diệt con mồi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, đây chỉ là một loài khủng long hư cấu và chỉ xuất hiện trong các bộ phim. Video của mình đến đây rảnh. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Thủy Long của mình. Em là xin chào tất cả mọi người, mình phố là cũng nông Australia là tâm bộ tập cho mình nha. Đầu tiên, để mà chúng ta được sẽ có một con khủng long Indominus Rex. Indominus Rex là một loài khủng long hư cấu xuất hiện trong bộ phim Jurassic World. Nó là kết quả lai tạo từ nhiều nguồn DNA khác nhau, nguyên là của T-Rex, Velociraptor, Lysimoposaurus, nhiều loài khủng long khác. Indominus Rex có chiều dài ước tính đạt tầm khoảng 12m, cao khoảng 4m và nặng tầm 8 tấn. Indominus Rex là một loài khủng long theropod khá là to lớn. Nó cực kỳ thông minh và hung dữ. Nó có một loại làn da xám sậm có thể ngụy trang như thêm môi trường, là một kẻ săn mồi vô cùng hung dữ, tàn bạo và cực kỳ thông minh. Tuy nhiên, đây chỉ là một loài khủng long hư cấu xuất hiện trong phim. Tiếp theo, chúng ta đến với một loài khủng long Spinosaurus. Spinosaurus là một loài khủng long theropod khổng lồ sống ở khu vực Bắc Phi và giai đoạn mùa của kỷ thú trắng. Cách đây khoảng 99-93 tỷ năm triệu năm trước. Hãy được xem được trong những con khủng long theropod dài nhất và lớn từng được biết đến, vượt qua cả T-Rex và cả Tyrannosaurus. Chiều dài ước tính đạt từ 15-18m, nặng từ gần 2-20 tấn. Spinosaurus thường sống trong ven biển và sông hồ, nên nó tìm kiếm được các loài cá, động vật hoang dã và thậm chí từng con rắn nhỏ. Nó có một cái cánh tay dài,
mạnh mẽ, rất là tiêu biệt. Chúng ta ngồi dưới nước và lên kèo, hàm có nhiều răng nhọn, thích nghi tiêu bắp và dịu cá. Cánh vườn ở trên lưng được tạo thành bởi các gai thần kinh kéo dài, đóng vai trò trong giao tiếp, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ bơi lội. Chúng sống ven biển xoay tròn. Thức ăn chủ yếu là cá. Nhiều bằng chứng cho thấy Spinosaurus là một loài bơi lội khá là giỏi, nhờ vào cấu trúc xương và cơ bắp thực hợp để được di chuyển với lốt ở tiếng em vậy em luôn được. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Dorizinosaurus. Dorizinosaurus hay còn gọi là thằn lằn lưỡi hái, đây là một khủng long xương thú lớn sống ở châu Á và khu vực phương trắng cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Đây là một trong những loài khủng long có ngoại hình khá độc đáo, thường biết đến với cái móng vuốt khổng lồ bên bàn tay. Mỗi bàn tay sẽ có 3 móng vuốt và mỗi móng có thể dài lên tới 1 mét. Chiều dài cơ thể ước tính của Dorizinosaurus rơi vào khoảng tầm 18-19 mét, nặng khoảng 5 tấn. Dorizinosaurus có một cái hàm hẹp và đầy răng nhọn, thích nghi với việc ăn thực vật và phun trùng. Di trước dài và linh hoạt, nó có một cái đuôi dài giúp mình giữ thăng lên bằng khi mình di chuyển và tạo sức mạnh cho nó với lên tay. Dorizinosaurus thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, nên sẽ phải tìm thấy được các loại lá cây, trái cây và phun trùng. Đôi khi chúng ăn cả những trong vật nhỏ, di chuyển chủ yếu bằng hai chân sau. Tuy nhiên chỉ cần có thể di chuyển 14 chân. Đây là con mồi lý tưởng cho các loài theropod lớn như là T-Rex, muốn tự vệ bằng cách sử dụng móng vuốt phòng đầu của mình và có thể sống ra thành đàn để có thể bảo vệ lấy mèo. Tiếp theo nó sẽ đến với một con khủng long T-Rex hay còn gọi là Tyrannosaurus Rex. T-Rex là một chi khủng long theropod ăn thịt lớn sống ở Bắc Mỹ và khu kỷ Greta cách đây khoảng 68-66 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính là tầm khoảng 13 mét, cao 4 mét và nặng khoảng 8 tấn. T-Rex có cái đầu lớn, hàm răng lớn sắc nhọn, hàm của nó có lực cắn lên tới 13 cái đủ sức nghiền nạt xương của con mồi. Và có một cái cơ thể vô cùng to lớn và chắc lịch. Và một loài ăn vật săn các loại khủng long cỏ lớn, loài rắn và một con búi. T-Rex sinh là một trẻ sơ sinh đỉnh cao, thịt con trẻ thù nại trong tự nhiên và không biết đấy. Chúng sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, di chuyển có thể nhanh nhẹn và mạnh mẽ, cạnh tranh với các loài săn mồi khác như Deinonychus và Anthosaurus để giành lấy thức ăn và lãnh thổ. Tiếp theo tính đến với một loại khủng long ăn cỏ, Parasaurolophus. Parasaurolophus là một loài khủng long ngõ vịt và tuyệt chủng, sống cách đây vào khoảng 76-73 triệu năm trước cuối kỷ phương trắng. Chiều dài nó tính có thể tầm 4 mét, dài 10 mét, cao 4 mét và nặng từ 4-8 tấn. Cứ sống ở vài tỷ thính toán mộ ở phía Mỹ đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim. Kế tiếp chúng ta sẽ có một con khủng long Ankylosaurus. Ankylosaurus thường được tiên sống trong một giác sống một cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 68-66 triệu năm trước ở phía Tây Bắc Mỹ. Đây được cho là một trong những loài khủng long một giác lớn nhất và nổi tiếng nhất. Chiều dài ước tính đây từ 6-8 mét, cao 1,7 mét và nặng từ 4,8-8 tấn. Ankylosaurus là một loài ăn thực vật, các loại thực vật thấp thua là dương sĩ, một phen bụi, chúng sống từ ven biển và đồng bằng nghệ địa phía Tây Bắc Mỹ. Có thể sống đơn độc và sống hiên nhóm nhỏ. Cái lớp giáp và duy trì giúp nó bảo vệ của những loài khủng long ăn thịt lớn như là T-Rex để cạnh tranh với những con đực khác vào mùa giao phối. Theo chúng ta sẽ có một con khủng long Megaraptor. Megaraptor là một chi khủng long theropod lớn sống ở Argentina với kỷ Greta có tay khoảng 95-96 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính là từ 8-10 mét, cao 3-4 mét và nặng tầm 2 tấn. Megaraptor có một cái thân hình thô dài, thích gây thì sẽ nhanh, nhưng có một cái đầu dài hẹp và cái những hàng răng sắc nhọn có khen việc sâu đầu lớn. Hiện trước của nó ngáo có móng vuốt dài cong. Đây là một loài chuyên săn các loài khủng long ăn cỏ lằn, ngâm thân ở bót nhỏ và cả bọ sát biển. Chúng sống trong những khu vực rậm đánh đồng cỏ, di chuyển nhớ là ra rừng mà linh hoạt, nó có một cơ bắp mạnh mẽ, đặc biệt là chi sao để có thể truy đuổi theo con mồi và thoát khỏi những kẻ săn mồi. Đầu có thể xây cuối gợi độ một phép có thể nhìn thấy phía sau. Cạnh tranh với các loài sôi bót lớn làm kẻ săn mồi từ đầu trong môi trường sống. Tuy nhiên nó vẫn đặt con mồi để có loài lớn với mọi người là Carnotaurus và Giranotosaurus. Vì vậy có thể chúng sẽ sống trở thành này nó có thể bảo vệ là săn mồi từng leo.
thực ra là sẽ có một con súng nông khá là nổi tiếng, đây là súng nông Indoraptor. Indoraptor là một loại súng nông hư cấu xuất hiện trong bộ phim Jurassic World, nghĩa là kết quả lai tạo delay từ thể loại súng nông khá là nguy hiểm là Indominus Rex và Velociraptor. Indoraptor có chiều dài tính là khoảng 3-4 mét, nhỏ hơn Indominus Rex và lớn hơn Velociraptor. Indoraptor sở hữu trí thông minh vượt trội của Velociraptor, khả năng tan hình trong môi trường và làn da đen sẫm, di chuyển rất là linh hoạt, leo trèo với thành thạo, từ một đẻ săn mồi hung dữ với tàn bạo, và nó cực kỳ thông minh. Chúng sử dụng trí thông minh của mình để có thể phục kích săn mồi, để đồng thời sử dụng móng vuốt để tấn công được cách rất là nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, nó vẫn là một loài thiên cới khi xuất hiện trong phim Jurassic World. Và tiếp theo là con phô phận với ông Iwan Waddle. Oanoidon là một chi súng nông ăn cỏ tươi lớn sống ở châu Âu vào thời kỳ đầu, chỉ phóng trắng cách đây 140-100 triệu năm trước. Dài ước tính 10-12 mét, cao 45 mét, khoảng 4-50 tấn. Oanoidon có một phía đầu dài hẹp của chiếc nọ sừ và phía trước mỏng. Là một loài ô thực vật ăn có bài lá cây, rễ cây, cành cây. Rằng của nó số tốt phức tạp, sức quyền thức ăn hiệu quả. Cuộc sống trong một rừng rậm và đồng cỏ, người tìm thấy một thức ăn khá là dày dạo, di chuyển bằng 4 chân. Tuy nhiên chỉ cần có thể đứng bằng 2 chân sau được với tới thức ăn ở trên cao. Hết tự vệ bằng cách sử dụng kích thước sức mạnh và cái đuôi dài của mình, Ewandron cũng có thể xâm nhập hành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau, tránh các thực phẩm kẻ săn mồi khác như là Deinonychus và Tyrannosaurus. Đây chúng ta sẽ có một con khủng long Distinivosaur. Distinivosaur là một vị khủng long theropod trung bình, sống lại Bắc Mỹ vào cuối kỷ Meta các bạn, khoảng 70-66 triệu năm trước. Dài ước tính đạt từ 5-6 mét, cao 2-3 mét, nặng 200-300 kg. Distinivosaur được cho là một cái hình phong gọi cái tiếng về trẻ nhanh, một cái đầu dài hẹp với những hình dáng sắc nhỏ thấp hơn việc săn mồi nhỏ. Ăn của Distinivosaur thì còn lằn rắn tôi tù mà đầm còn một chí là có bú đến sống tại mỗi khu rồi bị gặm, nơi tìm thấy được một thức ăn dồi dào, chạy rất là nhanh và linh hoạt. Số thường là con mồi có loài theropod lớn như là T-Rex và Dakota Raptor. Tuy nhiên nó vẫn là một trẻ săn mồi nên dù có thể săn nhiều loài động vật nhỏ, nhưng tôi có thể sống được thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn của người giao. Tiếp theo ta có loài con khủng long Tyrannosaurus. Tyrannosaurus là một loại khủng long ngủ dày, sống vào cuối kỷ thứ béo nữa Mỹ, cách đây cũng 72-66 triệu năm trước. Chúng nổi tiếng với cái mũi dày và cách đuôi lớn trên mặt, đây vì sự như các bạn khác. Cái chiều dài ước tính đạt từ 5-8 mét, còn nặng từ 2-4 tấn. Di chuyển bằng 4 chân, đạp chân trước áp ở 2 chân sau. Nó có một cái đầu lớn với mỏ cong mạnh mẽ để cắt thực vật. Đây là một loài ăn cỏ, ăn các loại thực vật thấp như là cây bụi, dương sĩ, lá cây, cành cây, mỏ và răng lá mạnh mẽ để có thể nghiền nát được thực vật cứng. Tyrannosaurus đã được tìm thấy ở Alberta, Canada và Alaska, nước Mỹ. Chúng sống ở các khu vực ven biển và đồng bằng có sự vi sư theo mùa, là con mồi lý tưởng để loài theropod lớn là Albertosaurus. Vì vậy chúng cũng có thể sống được thành đàn để có thể cạnh tranh với các ai và lãnh thổ tới tên loài khủng long nữa. Tiếp tới có một con khủng long Sinotyrannus, chú phương động. Sinotyrannus là một loài khủng long rất popular sống ở châu Á một cuối kỷ về ta có thể 127-70 triệu năm trước. Dài có thể ước tính này từ 10-14 mét, cao 6 mét và nặng khoảng 5-7 tấn. Sinotyrannus có thể tạo thành to lớn và mạnh mẽ, thích vô lịch sau mòn đớn. Tôi có một cái đầu lớn và một hình rau sắc nhỏ thức lý với việc xé xác con mồi. Sinotyrannus được cho là ăn nhiều loài động vật, để dòng của nông ăn cỏ, của vật trên report nhỏ và tạo dí động vật phô vũ. Nên sống từ những khu rừng rậm và đầu vật rõ, dòng là bé săn mồi rất là nhanh nhẹn và linh hoạt. Nó sử dụng chi sao để phát thể đuổi theo con mồi và chiến đấu với những kẻ săn mồi khác. Sinotyrannus cạnh tranh với các loài theropod khác như là Tyrannosaurus và Tarbosaurus, vì vậy chúng cũng có thể sống được phần này để có thể bảo vệ lãnh thổ và cùng giao săn mồi. Tiếp tục chúng ta sẽ có một con khủng long Stegosaurus. Stegosaurus là một chi khủng long ăn cỏ lớn sống ở Bắc Mỹ và châu Âu và cuối kỷ thống gắn cách đây khoảng 145-130 triệu năm trước. Giờ ước tính có đạt khoảng 9 lát, cao 4 mét và nặng từ 4-7 tấn.
Stable Show rất sắp tới tấm lưng thẩm lồ được cạo thành sau 17 tấm xương gai lấy liền với nhau trên cuộc sống. Có một bên đuôi dài cứ với hai hè gai nhộ sử dụng để tấn công kẻ thù. Nó có một con đầu nhỏ với xâm option để ăn thực vật. Đây là một loài ăn các loại lá cây, trái cây, cây cỏ và cây bụi. Cũng sống trong cái khu rừng gần cho nên là được cỏ di chuyển chậm rãi chắc chắn bằng vũ trư. Là con hồ thì nó có loại Theropod lớn, Lusurus và Ceratosurus. Vì vậy chúng tự vệ bằng cả sử dụng tấm lưng gai từ đuôi gai nhọn của mình. Ceratosurus cũng có thể sống ra thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn cùng nhau. Video của mình đến đây đặt hết. Tạm biệt mọi người và đoạn mọi người về những video sai. Bye bye. Hey, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh khủng long của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một số loài khủng long nằm trong bộ sưu tập của mình nha. Đầu tiên chúng ta sẽ còn được con khủng long T-Rex, còn gọi là Tyrannosaurus Rex. Đây là một chi khủng long theo cấp ăn thịt lớn sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Greta. Cách đây khoảng 68 đến 66 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính lên tới 13m, cao 4m và nặng khoảng 8 tấn. T-Rex có một cái đầu lớn cùng với hàm răng lớn sắc nhọn, hàm của nó có lực cắn lên tới 13 tấn đủ sức nghiền nát xương của con mồi. Nó có một cơ thể to lớn chắc nịch. Đây là một loài ăn thịt, thức ăn của nó thì bao gồm khủng long ăn cỏ lớn, thằn lằn, rắn và động vật có vú. Nó là một kẻ săn mồi đỉnh cao và không có kẻ thù nào trong tự nhiên mà không biết tới. Đầu T-Rex có thể xoay 180 độ giúp nó dễ dàng theo dõi con mồi. Đây là một loài săn mồi hàng đầu trong môi trường sống cạnh tranh với những loài theropod khác như Deinonychus và Albertosaurus để giành lấy thức ăn và lãnh thổ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con thằn lằn gai Kenchosaurus. Kenchosaurus là một chi khủng long ăn cỏ trung bình sống ở châu Phi vào cuối kỷ phong trắng cách đây khoảng 100-95 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt 6-7m, cao 2-3m và nặng khoảng 2-3 tấn. Kenchosaurus có một hàng gai dọc theo cột sống nối liền với nhau trên da. Nó có một cái đuôi dài cứng với hai hàng gai nhọn để sử dụng để tấn công kẻ thù. Kenchosaurus ăn thực vật, thức ăn của nó là các loại lá cây, trái cây và cành cây. Răng của nó cấu trúc phức tạp giúp nghiền thức ăn hiệu quả. Chúng thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, di chuyển bằng bốn chân chậm rãi và chắc chắn. Là con mồi cho những loài theropod lớn như Spinosaurus và Carcharodontosaurus. Chúng sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với khủng long Sinotyrannus. Sinotyrannus là một chi khủng long theropod lớn sống ở châu Á và ta cách đây khoảng 127-70 triệu năm trước. Dài ước tính là từ 10-14m, cao 5-6m và nặng khoảng 5-7 tấn. Sinotyrannus có một cái thân hình to lớn, mạnh mẽ, thích nghi với việc săn mồi lớn. Nó có một cái đầu lớn với hàm răng sắc nhọn, thích nghi với việc xé xác con mồi. Đây là một loài ăn thịt săn các loài khủng long ăn cỏ, khủng long theropod nhỏ và các loài động vật có vú lớn. Chúng thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, di chuyển rất là nhanh nhẹn và mạnh mẽ, sử dụng cái bắp di sao để đuổi theo con mồi và chiến đấu với những con đực khác. Sinotyrannus là kẻ săn mồi hàng đầu trong môi trường sống, săn bắt nhiều loài động vật lớn, cạnh tranh với các loài theropod lớn như là Eutyrannus và Tarbosaurus. Chúng cũng có thể là sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và săn mồi. Chúng ta sẽ đến với một loài theropod khổng lồ, đây sẽ là Spinosaurus. Spinosaurus hay còn gọi là thằn lằn gai. Đây là một chi theropod khổng lồ sống ở khu vực Bắc Phi vào giai đoạn muộn của kỷ phong trắng, cách đây khoảng 99-93,5 triệu năm trước. Nó được xem là một loài khủng long ăn thịt với thân hình dài nhất vượt qua cả T-Rex và cả Giganotosaurus. Spinosaurus có chiều dài lên đến 15-18m, nặng từ 12-20 tấn. Có một cái cánh tay dài, hàm dài và hẹp, mang nhiều răng sắc nhọn thích nghi với việc bắt và giữ cá. Cánh bườm ở trên lưng được xem là cấu trúc xương nhô cao được tạo thành bởi các gai thần kinh kéo dài, đóng vai trò là giao tiếp, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và hỗ trợ trong việc bơi lội. Chúng thường sống trong ven biển và sông hồ, nơi tìm kiếm được các loài cá, động vật có vỏ và thậm chí khủng long nhỏ. Nhiều bằng chứng cho thấy Spinosaurus là một loài khủng long bơi lội khá là giỏi với cấu trúc xương và cơ bắp thích nghi với việc di chuyển ở dưới nước.
tiếp tục chúng ta sẽ kể một vài hiện tượng khá là độc đáo để lông The Regional Saurus. The Regional Saurus là một chi khủng long chân thú lớn sống ở châu Á và cũng kỷ phấn trắng cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Đây là một trong những loài khủng long có ngoại hình khá là độc đáo từng được biết đến, với những cái móng vuốt khổng lồ trên tay, hộp sọ dài và hẹp, chiếc đuôi dài và mảnh khảnh, chiều dài ước tính là khoảng 9 mét và nặng 5 tấn. Mỗi bàn tay The Regenosaurus có 3 móng vuốt, mỗi móng vuốt có thể dài lên tới 1 mét. Hàm của nó có nhiều răng nhỏ thích nghi với việc ăn thực vật và côn trùng. Thức ăn của nó là các loại lá cây, trái cây, côn trùng, hạt. Tuy nhiên nó vẫn có thể săn các loài động vật nhỏ khác. Di chuyển bằng hai chân sau. Đây là con mồi lý tưởng cho những loài theropod lớn như là T-Rex. Vậy để có thể tự vệ thì chúng sống tại thành đàn, sử dụng những cái móng vuốt khổng lồ của mình để chống trả. Tiếp theo là có một con khủng long Indoraptor. Indoraptor là một loài khủng long hư cấu xuất hiện trong phim Jurassic World. Nó là kết quả lai tạo DNA từ hai loài khủng long nguy hiểm là Indominus Rex và Velociraptor. Cái chiều dài ước tính là tầm 3-4 mét. Với kích thước này thì nó nhỏ hơn Indominus Rex nhưng vẫn lớn hơn Velociraptor. Indoraptor được mô tả là một loài khủng long sở hữu trí thông minh vượt trội của Velociraptor, khả năng tàng hình nhờ làn da đen sẫm, là một kẻ săn mồi rất là hung dữ, tàn bạo và cực kỳ thông minh, sử dụng trí thông minh và khả năng tàng hình để phục kích con mồi, thời sử dụng móng vuốt để tấn công rất là nhanh và hiệu quả. Tiếp tục chúng ta sẽ có một con khủng long Parasaurolophus. Parasaurolophus là một chi khủng long mỏ vịt là tuyệt chủng, sống cách đây từ 76,5 tới 73 triệu năm trước vào cuối kỷ phấn trắng. Chiều cao ước tính nó đạt tầm 4 mét, dài 10 mét và cân nặng từ 4 tới 5 tấn. Parasaurolophus là một loài ăn thực vật, chỉ dùng cái mỏ sừng của mình để ăn các loại cỏ, cây bụi, dung sĩ, là con mồi lý tưởng cho những loài theropod lớn. Chúng thường sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn cùng nhau. Xu hướng là nó chung sống hòa thuận với các loài khủng long ăn cỏ, chẳng hạn như Triceratops và Sinoceratops. Tiếp tục chúng ta đến với một con khủng long khá là nổi tiếng, Megaraptor. Megaraptor là một chi khủng long theropod ăn thịt lớn, sống ở Argentina và cuối kỷ Beta cách đây từ khoảng 99 tới 66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính là từ 8 tới 10 mét, cao 3 tới 4 mét và nặng khoảng 2 tấn. Megaraptor có một cái thân hình thon dài thích nghi với việc chạy nhanh. Nó có một cái đầu dài hẹp cùng với hàm răng sắc nhọn thích nghi với việc săn mồi lớn. Megaraptor ăn nhiều loại động vật bao gồm khủng long ăn cỏ lớn, khủng long theropod nhỏ và bò sát biển. Chúng được cho là sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, chạy rất là nhanh và linh hoạt, sử dụng cơ bắp chi sao đi đuổi theo con mồi và thoát khỏi những kẻ săn mồi tiềm ẩn. Megaraptor là kẻ săn mồi hàng đầu trong môi trường sống, cạnh tranh với các loài theropod lớn như Carnotaurus và Giganotosaurus. Chúng cũng có thể sống trong thành đàn để đi kiếm ăn và bảo vệ lãnh thổ. Tiếp theo chúng ta có một con khủng long Pentaceratops. Pentaceratops là một chi khủng long ăn cỏ lớn sống ở Canada vào cuối kỷ Beta cách đây khoảng 77 tới 75 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt khoảng 7 mét, cao 3 mét và nặng khoảng 6 tấn. Pentaceratops có một cái đầu lớn với 5 cái sừng trên đỉnh đầu. Nó có một cái cổ áo dày dặn giúp che chắn cho phần cổ. Là một loài ăn thực vật, các loại cỏ, cây bụi, lá cây, cành cây. Chúng sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, di chuyển chậm rãi và mạnh mẽ, sử dụng 4 chân chắc khỏe để di chuyển và hỗ trợ trọng lượng cơ thể. Là con mồi cho những loài theropod lớn như là T-Rex. Tuy nhiên, để có thể tự bảo vệ thì sử dụng sừng và kích thước lớn của mình. Chúng cũng có thể là sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Tiếp tục trước mặt chúng ta sẽ có một long Stegosaurus. Stegosaurus là một chi khủng long ăn cỏ lớn sống ở Bắc Mỹ và châu Âu vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 145 tới 130 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính là khoảng 9 mét, cao 4 mét và nặng 4 tới 7 tấn. Stegosaurus có một tấm lưng khổng lồ được tạo thành từ 17 tấm xương gai nối liền với nhau trên cột sống. Đuôi dài cứng với hai hàng gai nhọn sử dụng để tấn công kẻ thù. Đây là một loài ăn thực vật, ăn các loài cỏ, lá cây, trái cây, cành cây, sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, di chuyển bốn chân chậm rãi chắc chắn. Là con mồi cho những loài theropod lớn như Allosaurus và Ceratosaurus.
chúng cũng có thể tự vệ bằng cách sử dụng cái tấm lưng gai và cái đuôi gai nhọn của mình để chống trả, hoặc có thể sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Ta sẽ đến Trung Quốc và chúng ta sẽ có một con khủng long danh Tyrannosaurus. Danh Tyrannosaurus là một chi khủng long theo robot lớn sống ở Trung Quốc vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 92 đến 87 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt từ 8-9 mét và cao 4-5 mét và nặng khoảng 5-6 tấn. Danh Tyrannosaurus có một cái hộp sọ dài hẹp cùng với hàm răng sắc nhọn giống như T-Rex. Thức ăn của nó thường đa phần là khủng long ăn cỏ, thằn lằn và cả cá. Chúng sống trong khu rừng rậm và đồng cỏ, là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái, hạ gục con mồi bằng cách cắn xé, vồ vập và giẫm đạp. Tuy nhiên, nó vẫn là con mồi cho những loài theropod lớn hơn như là Giganotosaurus. Chúng sẽ có thể là sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Ta sẽ đến với con khủng long. Đây là khủng long Ankylosaurus. Ankylosaurus là một chi khủng long bọc giáp sống vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 68-66 triệu năm trước. Đây là một trong những loài bọc giáp lớn nhất và nổi tiếng nhất từng được biết đến. Chiều dài ước tính đạt từ 6-8 mét, cao khoảng 1,7 mét và cân nặng từ 4,8-8 tấn. Ankylosaurus có lớp giáp xương dày bao phủ là những cái gai và nốt sần, ăn các thực vật thấp như dương sỉ và cây bụi. Chúng sống trong vùng đất ven biển và đồng bằng nội địa phía tây Bắc Mỹ. Chúng có thể sống theo thành đàn hoặc theo nhóm nhỏ hoặc là đơn độc. Ankylosaurus có cái lớp giáp và đuôi chì giúp bảo vệ khỏi các loại khủng long ăn thịt lớn như là T-Rex. Cái đuôi chì này cũng có thể dùng để cạnh tranh với những con đực khác. Tiếp theo, chúng ta có một con khủng long Tarbosaurus. Tarbosaurus là một chi khủng long theropod lớn sống ở châu Á vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Với chiều dài ước tính là khoảng 12 mét, cao 5 mét và nặng khoảng 5 tấn. Tarbosaurus có một cái hộp sọ lớn cùng với những hàm răng sắc nhọn giống như T-Rex. Đây là một loài ăn thịt, săn các loại khủng long ăn cỏ, thằn lằn và động vật có vú. Là một bé săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái, thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ. Tarbosaurus cũng có thể là con mồi từ các loại theropod lớn như là T-Rex. Chúng cũng có thể là sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Tiếp theo, chúng ta đến với một con khủng long Allosaurus. Allosaurus là một chi khủng long chân thú thuộc họ Allosauridae sống vào cuối kỷ Jura cách đây khoảng 155-145 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt 8,5 mét và dài tối đa 9,7 mét. Cân nặng từ 1,5-2,3 tấn. Nó có một cái hộp sọ lớn cùng với các hốc mắt lớn và nhiều răng sắc nhọn. Chân sau mạnh mẽ, cơ bắp với ba ngón chân. Đây là một loại săn mồi đỉnh cao, săn các loại khủng long ăn cỏ lớn như Stegosaurus, Camptosaurus và các sauropod non. Nhiều bằng chứng cho thấy chúng ăn thịt các đồng loại của mình. Môi trường sống chúng rất là đa dạng, bao gồm rừng, đồng bằng và những vùng đất ngập nước. Cạnh tranh với các loại theropod lớn như là Ceratosaurus và Tovosaurus. Video của mình đến đây là hết. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh khủng long của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một số loài khủng long nằm trong bộ sưu tập của mình nha. Đầu tiên, trước mặt chúng ta có một con khủng long Allosaurus. Allosaurus là một chi khủng long chân thú thuộc họ Allosauridae sống vào cuối kỷ Jura cách đây khoảng 155-145 triệu năm trước. Đây được xem là một trong những loài khủng long săn mồi lớn nhất, phổ biến nhất vào thời đại của nó. Allosaurus chiều dài ước tính trung bình đạt 8,5-9,7 mét, cân nặng từ 1,5-2,3 tấn. Nó có một cái hộp sọ lớn cùng với các hốc mắt và cùng những hàm răng vô cùng và sắc nhọn. Chân trước nhỏ với ba ngón tay, đuôi dài giúp nó giữ thăng bằng khi di chuyển và trong chiến đấu. Allosaurus là một loài khủng long ăn thịt đỉnh cao trong hệ sinh thái của nó. Nó săn các loài khủng long ăn thịt ăn cỏ lớn như Stegosaurus, Camptosaurus. Chúng thường sống trong khu rừng đồng bằng vùng đất ngập nước, cạnh tranh với các loài khủng long theropod lớn trong cùng khu vực. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một con khủng long, đây là khủng long Ceratosaurus. Ceratosaurus là một chi khủng long theropod lớn sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Jura cách đây khoảng 160-145 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt khoảng 6 mét, cao 3 mét và nặng khoảng 2 tấn. Ceratosaurus thường sống trong các khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi có thể tìm thấy nguồn thức ăn dồi dào,
là một loại khủng long chạy rất là nhanh và linh hoạt, sử dụng cơ bắp chi sao để đuổi truy đuổi theo con mồi và có thể dùng để chống trả tự vệ lại những loại khủng long khác. Đầu của nó có thể xoay 90 độ, điều này cho phép nó nhìn thấy con mồi ở phía sau. Ceratosaurus được xem là cái con mồi hàng đầu trong môi trường sống. Nó săn được nhiều loại động vật cạnh tranh với loài khủng long theropod lớn như là Allosaurus và Tovosaurus. Tiếp tục là con khủng long Monolophosaurus. Monolophosaurus là một loài khủng long ăn thịt, sống ở Trung kỷ Jura cách đây khoảng 165 triệu năm trước. Chiều dài nó tính đạt từ 5 tới 5,5 mét, nặng khoảng 475 kg. Monolophosaurus thường sống trong ven biển, khu vực ngày nay là Tân Cương, Trung Quốc, nơi có khí hậu khá là ấm áp và ẩm ướt, cạnh tranh với các loài khủng long ăn thịt trong cùng khu vực. Tuy nhiên, nó vẫn là con mồi tiềm năng cho các loài khủng long lớn hơn, bởi vì kích thước của nó cũng không được to lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại Mông Cổ và chúng ta có được một con khủng long Gallimimus. Gallimimus là một chi khủng long theropod ăn thịt nhỏ sống ở Mông Cổ vào cuối kỷ Greta cách đây khoảng 72-66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính nó đạt khoảng 6 mét, cao 1,5 mét và nặng 45 kg. Gallimimus có một cái đầu nhỏ, mõm dài và hẹp. Thức ăn của nó thì bao gồm các loại thịt, cá, côn trùng và trứng. Chúng thường sống trong khu rừng rậm và đồng cỏ, chạy rất là nhanh. Thường là con mồi cho các loài theropod lớn hơn, vì vậy chúng sử dụng cái tốc độ hay chi sao để có thể ẩn náu và sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và che chở nhau. Và đây chúng ta có một con khủng long thằn lằn bay Pteranodon. Pteranodon là một chi bò sát bay lớn sống ở Bắc Mỹ và châu Âu vào cuối kỷ Greta cách đây khoảng 100-66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt 1,8 mét, cao 1 mét và nặng 17 kg. Nó có một cái đầu dài hẹp, mỏ dài không có răng, điều này cho phép nó có thể bắt được con mồi trong nước. Pteranodon cũng có thể bơi lội khá là giỏi. Ăn nó thường là các loài cá, mực và côn trùng. Chúng sử dụng cái sải cánh có thể dài lên tới 11 mét để có thể di chuyển bay lượn một quãng đường dài. Tuy nhiên, nó vẫn là con mồi cho các loài theropod lớn như là Deinonychus và Troodon. Và đây ta có một con khủng long Mononychus. Mononychus là một chi khủng long thuộc họ Avarosauridae sống vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 70 triệu năm trước, khu vực ngày nay là Mông Cổ, Trung Quốc. Chiều dài ước tính nó đạt từ 1 đến 1,2 mét. Nhiều giả thuyết cho rằng thì con Mononychus này nó ăn côn trùng, đào các tổ mối. Tuy nhiên có những giả thuyết thì nó là một loài ăn tạp, nó ăn các côn trùng. Thức ăn của nó có thể là thực vật và các loài động vật nhỏ. Nó sống ở vùng sa mạc và bán sa mạc Mông Cổ, Trung Quốc ngày nay. Nó thường là con mồi cho các loài khủng long ăn thịt lớn với kích thước nhỏ của mình. Chúng ta sẽ có một con khủng long khá là nổi tiếng. Đây là con khủng long Triceratops. Triceratops là một chi khủng long ăn cỏ lớn sống ở Bắc Mỹ và châu Âu vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 68-66 triệu năm trước. Chiều dài có thể nó ước tính đạt khoảng 9 mét, cao 3 mét và nặng từ 6-12 tấn. Triceratops có một cái đầu lớn, rộng với 3 chiếc sừng. Thức ăn của nó thường là các loại thực vật. Răng của nó có cấu trúc khá phức tạp giúp nó nghiền thức ăn khá là hiệu quả. Chúng thường sống trong các khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi có thể tìm thấy nguồn thức ăn dồi dào. Di chuyển chậm rãi chắc chắn, sử dụng 3 chiếc sừng của mình được xem là vũ khí để hất tung kẻ thù. Tuy nhiên, nó vẫn là con mồi cho các loài theropod lớn hơn, chẳng hạn như là T-Rex. Chúng ta quay lại Mông Cổ và chúng ta sẽ có một con khủng long Velociraptor. Velociraptor là một chi khủng long theropod ăn thịt nhỏ sống ở Mông Cổ vào kiếp Greta cách đây khoảng 70-66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính nó đạt khoảng 2 mét, cao 1 mét và nặng 15 kg. Velociraptor có một cái đầu dài hẹp và mõm nhọn. Đuôi của nó dài giúp nó giữ thăng bằng khi chạy. Nó có thể có một cái bộ lông vũ màu nâu hoặc xám giúp nó hòa vào môi trường xung quanh. Velociraptor được cho ăn nhiều loài động vật nhỏ như thằn lằn, rắn, chim, động vật có vú. Nó cũng có thể ăn xác chết hoặc ăn trộm con mồi từ các loài khủng long khác. Nó thường là con mồi cho các loài theropod lớn như là tabu, vì vậy nó phải sống theo thành đàn và bảo vệ lẫn nhau với cái kích thước nhỏ của mình. Chúng ta sẽ có một con khủng long ăn cỏ Sauropenta. Sauropenta là một chi khủng long Nodosaurus sống vào đầu kỷ phấn trắng cách đây khoảng 108,5 triệu năm trước ở Bắc Mỹ. Dây dài ước tính đạt từ 5-7 mét, nặng 1,5 tấn. Nó được bảo vệ bởi lớp giáp xương dày
với gai mà móng nhọn, là một loài ăn thực vật thấp như là dương sĩ, cây bụi, thường sống trong ven biển và rừng cây Bắc Mỹ. Nó có thể sống thành từng đàn nhỏ. Nó là con mồi tiềm năng cho các loài theropod lớn. Tuy nhiên, nó nhờ vào cái lớp giáp xương này mà có thể tự vệ trước những kẻ thù. Chúng ta sẽ có một con khủng long Basidiosaurus. Basidiosaurus là một chi khủng long sauropod sống một kỷ phấn trắng sớm. Nó sống ở miền Bắc Patagonia, Argentina. Đây là một loài khủng long ăn thực vật. Nó sống vào giai đoạn từ 145 đến 132,9 triệu năm trước. Nó từng xuất hiện trong các bộ phim Jurassic World. Cái mô tả lần đầu tiên vào năm 2019 là nhờ vào được một mẫu vật được tìm thấy vào năm 2010 làm cái hộp sọ khá là hoàn chỉnh cùng với những cái phần trên bộ phận ở cổ. Đây là một loài khủng long vô cùng là độc đáo và thú vị. Tiếp tục, chúng ta có một con khủng long ăn cỏ nữa. Đây là một con khủng long Pachyrhinosaurus. Pachyrhinosaurus là một loài khủng long mũi dày sống một kỷ phấn trắng. Chúng nổi tiếng với cái mũi dày và các bướu lớn trên mặt thay vì các sừng như các loài khác. Pachyrhinosaurus với chiều dài từ 5-8 mét, nặng từ 2-4 tấn, di chuyển bằng 4 chân, 2 chân trước ngắn với 2 chân sau. Nó có một cái đầu lớn, một cái mỏ cong mạnh mẽ để cắt thực vật. Thức ăn của nó thường là các loại thực vật thấp như bụi, cây bụi và các loại dương sĩ, lá cây, cành cây, di chuyển theo mùa. Chúng sống ven biển và đồng bằng. Đây là một loài khủng long thường bị các khủng long theropod lớn hơn sực xem là con mồi như Albertosaurus. Vì vậy, chúng thường sử dụng thường sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lãnh thổ và bảo vệ nhau trước những kẻ săn mồi. Chúng ta sẽ đến Arizona, Bắc Mỹ. Chúng ta có một con khủng long Dilophosaurus. Dilophosaurus là một chi khủng long theropod ăn thịt trung bình sống ở Arizona vào đầu kỷ Jura, cách đây khoảng 193 đến 180 triệu năm trước. Chiều dài nó ước tính nó đạt khoảng 7 mét, cao 2 mét và nặng 400 kg. Dilophosaurus có một cái đầu dài, hẹp và mõm nhọn. Hàm của nó có nhiều răng khá là sắc nhọn, thích nghi với việc xé thịt. Dilophosaurus nó có hai cái màu xương. Đây được xem là để thu hút bạn tình và để hoặc đe dọa kẻ thù. Chúng thường sống trong cái khu rừng rậm đồng cỏ, ăn các loại khủng long ăn cỏ nhỏ, thằn lằn, rắn, động vật có vú và chúng săn mồi theo bầy đàn. Đây là một kẻ săn mồi vô cùng linh hoạt, có thể chạy nhanh, leo trèo và bơi lội. Tuy nhiên, nó vẫn là con mồi cho các loại theropod lớn như Allosaurus. Video của mình đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye! Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh khủng long của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người một số loài khủng long Mattel nằm trong bộ sưu tập của mình nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ có một con khủng long Giganotosaurus. Giganotosaurus là một loại chi khủng long theropod khổng lồ sống ở khu vực Nam Mỹ vào giai đoạn muộn của kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 98 đến 94 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 12 đến 14 mét, nặng từ 8 đến 15 tấn. Giganotosaurus có cái hàm to và mạnh mẽ, mang nhiều răng lớn, sắc nhọn, thích nghi với việc xé xác con mồi. Nó có một cái đuôi dài và khá là chắc chắn, giúp nó có thể dễ dàng di chuyển và truy đuổi theo những con mồi. Giganotosaurus là một loài ăn thịt, thức ăn nó thì bao gồm các loại khủng long ăn cỏ, thằn lằn và thậm chí cả cá. Chúng được xem là kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái, hạ gục con mồi bằng cách cắn, xé, vồ, vập và dẫm đạp. Giganotosaurus thường được so sánh với T-Rex, tuy nhiên hai con này thường sống hai thời kỳ khác nhau và hai lục địa khác nhau nên chúng ta khó có thể mà so sánh được. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Ceratosaurus. Ceratosaurus là một chi khủng long theropod lớn sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ Jura, cách đây khoảng 160 tới 145 triệu năm trước. Dài cơ thể tính đạt từ 6 tới 9 mét, cao khoảng 3 mét và nặng khoảng 2 tấn. Ceratosaurus có một cái thân hình thon dài, thích nghi với việc chạy nhanh. Nó có một cái đầu dài hẹp cùng với những hàm răng sắc nhọn, thích nghi với việc săn mồi. Nó thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi tìm thấy được nguồn thức ăn dồi dào.
thức ăn của nó thì bao gồm các loại khủng long ăn cỏ, khủng long theropod nhỏ và thậm chí là các những loài bọ sát bay. Ceratosaurus được xem là kẻ săn mồi hàng đầu trong môi trường sống của nó, săn bắt nhiều loài động vật, cạnh tranh với các loài theropod lớn khác như Allosaurus và Tovosaurus. Chúng cũng có thể sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn cùng nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến Tây Ban Nha, chúng ta sẽ có một con khủng long Concavenator. Concavenator là một chi khủng long theropod ăn thịt trung bình, sống ở Tây Ban Nha và đầu kỷ Rheta cách đây 130-125 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt khoảng 8m, cao 2,5m và nặng khoảng 1 tấn. Nó có một cái đầu dài, hẹp, mỏng nhọn, hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt con mồi. Cổ của nó khá dài và linh hoạt cho phép nó vươn xa để săn bắt con mồi. Concavenator là một loài khủng long ăn thịt, ăn các loài khủng long ăn cỏ nhỏ, thằn lằn, rắn, động vật, cổ cú. Chúng cũng có thể ăn xác chết hoặc ăn trộm con mồi từ những loài khủng long khác. Concavenator cũng có thể là con mồi cho những loài theropod lớn hơn như là Baryonyx. Chúng cũng có thể sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn cùng nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khủng long Acrisinatosaurus. Acrisinatosaurus là một chi khủng long chân thú thuộc họ Anbelisauridae, sống vào cuối kỷ phấn trắng cách đây khoảng 96-97 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt 6,5-8m, cân nặng khoảng 800 kg. Acrisinatosaurus là một loài ăn thịt, săn bắt các loài khủng long ăn cỏ lớn và các loài động vật khác. Khu vực sống ngày nay của nó thường là rừng đồng bằng, là khu vực ngày nay là Argentina, là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái, cạnh tranh với các loài theropod ăn thịt khác như là Giganotosaurus và Mapusaurus. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một loài bọ sát biển, Liopterodon. Liopterodon là một chi bọ sát biển đã tuyệt chủng thuộc họ Dioscoridae, sống ở vùng biển châu Âu vào thời kỳ Jura giữa đến Jura muộn, cách đây khoảng 166-155 triệu năm trước. Chiều dài nó kính nó đạt từ 6,4-10m và cân nặng có thể lên tới vài tấn. Liopterodon có một cơ thể thuôn dài giúp chúng nó giảm sức cản của nước khi bơi để truy đuổi theo con mồi. Đầu của chúng dài lớn và dẹt, mõm dài với nhiều răng sắc nhọn, bốn chân thành bốn mái chèo giúp chúng có thể bơi lội. Liopterodon là một kẻ ăn mồi hàng đầu trong hệ sinh thái của nó, săn các loài bò sát biển lớn, cá lớn, mực hoặc động vật thân mềm. Chúng sống ở vùng biển nông ấm áp bao phủ phần lớn châu Âu vào thời kỳ Jura. Là một kẻ săn mồi hàng đầu trong môi trường sống và không có kẻ thù trong tự nhiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến Mông Cổ, chúng ta sẽ có một con khủng long Gallimimus. Gallimimus là một chi khủng long theropod ăn thịt nhỏ, sống ở Mông Cổ vào cuối kỷ Rheta cách đây khoảng 72-66 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt khoảng 6m, cao 5m và nặng 45 kg. Gallimimus có một cái đầu nhỏ, mõm dài và hẹp, cổ của nó khá dài và linh hoạt, cho phép nó đi xa để có thể bới theo con mồi. Đây là một loài khủng long ăn thịt, ăn các loại cá, côn trùng, trứng, các loài theropod nhỏ. Chúng thường sống trong những khu rừng rậm và đồng cỏ, chạy khá nhanh, sử dụng chân dài mảnh mai để truy đuổi theo con mồi. Đáp ứng là nó vẫn là con mồi cho các loài theropod lớn hơn. Tuy nhiên để có thể bảo vệ thì chúng sử dụng tốc độ và khả năng lẩn trốn của mình. Gallimimus cũng có thể sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và đi kiếm ăn cùng nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ có một loại thằn lằn bay, Dimorphodon. Dimorphodon là một loại thằn lằn bay, sống một thời kỳ đầu của kỷ Jura ở miền Nam nước Anh. Đây là một loại độc nhất trong số các loại thằn lằn vì nó có hai loại răng giống như răng của động vật có vú. Dimorphodon có chiều dài ước tính khoảng 1m và sải cánh lên tới 145m. Chúng sống vào giai đoạn từ 195-190 triệu năm trước, từng xuất hiện trong nhiều bộ phim. Thức ăn của nó thường là các loại côn trùng. Tiếp theo chúng ta sẽ có lòng Pyroraptor. Pyroraptor là một chi khủng long nhỏ, sống ở miền Nam nước Pháp vào cuối kỷ Rheta cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Chiều dài ước tính đạt khoảng 2m, cao khoảng 7m và cân nặng ước tính chỉ 15 kg. Pyroraptor có một cái đầu dài, hẹp và mõm nhọn, hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt. Pyroraptor thường săn các loài động vật nhỏ như thằn lằn, rắn, động vật có vú. Chúng cũng có thể ăn xác chết hoặc ăn trộm con mồi từ những loài khủng long khác. Pyroraptor được cho là một loài săn mồi nhanh nhẹn và linh hoạt, có thể chạy nhanh, leo trèo và bơi lội. Điều này cho phép săn được nhiều con mồi trong nhiều môi trường khác nhau. Nó cũng có thể là con mồi cho các loài theropod lớn như là Carnotaurus và Majungasaurus.
Vì vậy để có thể tự vệ thì chúng sử dụng những vuốt sắc nhọn của mình mà sống trên thành đàn để có thể bảo vệ nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến Arizona, Mỹ. Đây chúng ta có một loại khủng long Dilophosaurus. Dilophosaurus là một chi khủng long theropod ăn thịt trung bình, sống ở Arizona vào đầu kỷ Jura cách đây khoảng 193-180 triệu năm trước. Chi dài ước tính là 7m, cao 2m và nặng khoảng 400kg. Dilophosaurus có một cái đầu dài, hẹp và mỏng nhọn. Hàm của nó có nhiều răng sắc nhọn thích hợp với việc xé thịt. Đây là một loài ăn thịt, thức ăn của nó thì bao gồm các loại khủng long ăn cỏ nhỏ, thằng lằn, rắn và những vật có vú. Nó cũng có thể ăn xác chết hoặc ăn trộm con mồi và những loại khủng long khác. Dilophosaurus thường là con mồi cho loài theropod lớn hơn giống như Allosaurus. Chúng thường sống trở thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau và di chuyển cùng nhau. Tiếp chúng ta sẽ có một con khủng long ăn cỏ Regaliceratops. Regaliceratops là một loài khủng long ăn cỏ sống ở Canada vào cuối kỷ Beta cách đây khoảng 77-75 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt khoảng 9m, cao 4m và nặng khoảng 8 tấn. Regaliceratops có một cái đầu lớn và một sừng lớn ở đỉnh đầu, có một cái cổ áo rộng bao quanh cổ giúp nó bảo vệ và che chắn cho phần cổ. Nó có thể có màu nâu hoặc xám giúp nó hòa vào môi trường xung quanh. Thức ăn nó thường bao gồm các loại lá cây, cành cây và trái cây. Sử dụng chân ngắn chắc khỏe để di chuyển trên mặt đất. Chúng thường sống theo thành đàn để có thể bảo vệ và kiếm ăn cùng nhau. Regaliceratops thường là con mồi lý tưởng cho các loài theropod lớn trong cùng hệ sinh thái như là Tyrannosaurus Rex. Vì vậy chúng thường sử dụng sừng và kích thước lớn của mình để có thể tự vệ trước những loài khủng long khác. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến Trung Quốc, chúng ta sẽ có một con khủng long Yantunosaurus. Yantunosaurus là một loại khủng long ăn thịt hung dữ đến từ Trung Quốc. Nó sống ở giai đoạn cuối của kỷ phấn trắng cách đây khoảng 92-87 triệu năm trước. Đây là một trong những loài theropod từng được biết đến ở Trung Quốc chỉ sau Giganotosaurus và Spinosaurus. Yantunosaurus có một cái hộp sọ dài hẹp cùng với những hàm răng sắc nhọn giống như là T-Rex. Thức ăn của nó thường là các loại khủng long ăn cỏ, thằn lằn và thậm chí cả cá. Chúng thường sống trong các khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi săn được nhiều loài động vật. Yantunosaurus được xem là một loài săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái, hạ gục con mồi bằng cách cắn xé vồ hoặc giẫm đạp. Tuy nhiên, nó cũng có thể là con mồi cho các loài theropod lớn hơn, chẳng hạn như là Giganotosaurus. Vì vậy, chúng cũng có thể sống theo thành đàn để có thể bảo vệ lẫn nhau. Video của mình đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.